Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ đi cây đang ở ngay trung tâm của chợ đồ cũ Vạn Phúc. Và trong video này đi cây sẽ giới thiệu đến anh chị một các bạn một cửa hàng, một gian hàng cực kỳ là đặc biệt. Đó là gian hàng về những đồ xưa cũ. Và anh chị có biết là những đồ gì không? Trên tay đi cây đây đang cầm đó là tờ 1 đồng. Và trong gian hàng này có rất nhiều những tờ tiền khác, 2 đồng, 5 đồng và 100 đồng. Và đi cây cũng đi rất nhiều nơi, chỉ đây đi cây mới thấy có những cái đồng tiền rất độc đáo và đặc biệt này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào gian hàng này anh chị và các bạn nhé. Vâng, thưa anh chị và các bạn, ở đây có rất nhiều loại tiền khác nhau. Và rất nhiều, thưa anh chị và các bạn. Ở đây theo như đi cây thấy là có cả những tiền nước ngoài nữa. Để mà kiếm tìm được cho mình những đồng tiền ưng ý, chúng ta phải vào đây để chúng ta lựa chọn. Và như thế này, 50 đồng, kiếm 100 đồng, còn mình... Cho xem cái quyển kia vậy. Cầm lấy. Đây là toàn cái 1 đồng với 2 đồng thôi. Ở đây cái gì 500 gì đây? 500 đồng này. 500 đồng hồi xưa đấy ạ. Đấy ừ, đấy quý thấy. Ôi trời. Ôi con hồi xưa. Trời. Đây cũng có 500 đồng hồi xưa. Đây 500 đồng mà. Về kẹp cho. Lấy cái này đẹp này. Về kẹp cho cứng đó. Ừ, nó nhanh, thông đức. Có thấy nhiều này, thời lâu lắm rồi, bán không hết đâu. À đây, 100 đồng đấy. Ui, cổ chưa? Trời ơi, hẳn 100 đồng. 100 đồng. 200 đồng. 200 đồng thì có rồi, 200 đồng mới đét đây này. 100 đồng mới ký. 200 đồng à? Ngày xưa không có 300 đồng không? Có 100 đồng, 200 đồng, 200 đồng, 200 đồng, 500 đồng. Có 300, có 10 đồng. 5 đồng, 10 đồng. Ngày xưa mà có 100 đồng là đại gia đấy. Đi giống đinh đô ấy. Đào mộ cái gì đây? Đây tiền tu của à? Ờ, tiền tu của ấy. Đúng rồi. Tiền tu của ngày xưa. Yeah. Ôi, 500 đồng, 500 đồng cho nhiều quá rồi. Bán lại. 500 đồng rồi vẫn còn. Cho bán lại cho bác. Bác không mua. 20.000 một tờ. Này, 1 đồng từ nào này? Việt Nam đấy còn gì nữa. Thời nào ấy? Thời mà mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam năm 1994. Đúng. À, lâm nhầm. Năm 1900 cái gì? Quên thật. 64 á? Đây là mặt trận. 60 thì đã có rồi. Ngày xưa tiết đồn thời này á? 60 đã có rồi. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam thành lập. Lấy tới đấy. Đấy cái hay. Đây như là đồng tiền trăm, trăm ba. Đồ trong miền Nam đấy, cổ phần. Bác ơi, đây là tờ của Việt Nam mình ngày xưa. Đây là của Tàu Thái chứ. Không, Tàu Thái. Không, cái này của cái cầu Thái đi, chữ Thái. À. Nghĩ là đồng. Em là sưu tập tiền cổ từ xưa. Vâng, em sưu tập tiền cổ từ xưa. Có 1 triệu mấy tiền à? Tờ này tương đối là không có 100. 5 đồng à? Tờ này 1985.
nhìn cũ nha. Cái này của em rẻ cho chị không bằng cả. Đây là từ 200 này. 200 thì từ là mới đúng không? Cái này 500. Lấy tiền công nếu không tiền phần liệu. Không đúng mà thôi nha. Rồi sau nó sẽ đi vào. À, không được. À, cả tem cổ luôn ạ. Cô ơi, tem cổ là để trong những cái ấy này à? Tem cổ là trong những cái tập này đây anh ơi. Ví dụ như này này. Không muốn trả lại tiền cho đấy cho mày. Anh Sơn cầm à Văn cầm mộ bác. Đây, tem cổ em dở cho anh nhá. Đây những cái tem việc làm. Wow, đây rất nhiều tem này. Chẳng đúng làm gì. Wow, Việt Nam 800 đồng. Nhiều nhỉ? Đây là những tem ngày xưa này này. Đây vẫn còn dán ở đây này. Đây đây, cái này là kẹp vào đây mà. Kẹp đây này. Đấy. Đấy, có nghĩa là cái quyển sổ này là chuyên để tem. Cái hai cái này mà không bán chị cũng vấn đề mà chị. U ơi, cái tập tem này thì U bán giá như nào? 800.000 một quyển này ạ. À. Cái tiền này nhá, nó là tiền anh đô xin này. Tiền anh đô xin nhá, mấy cả nó lẫn mấy cả các cái tiền của Sài Gòn miền Nam giải phóng này, tiền 575 này, nhưng mà nó có tất cả những cái liên hiệu ở đây là nó ghi ra hết rồi nhá. Vâng. Đấy. Thế xong rồi là mày đổ đấy cho bà. Cái này lâu lắm rồi, giờ làm gì còn đâu, đây cũng thế này. Cũng là anh đô xin hết này, nhưng mà anh đô xin rồi là nó cài rất là nhiều các thứ ở đây rồi. Cũng là tiền cái này anh... là giá bao nhiêu? Cũng giá 800 hết. 800 nghìn cứ một tập này là 800 không, nghìn. Không, cái tờ này là anh đô xin này. Đây, cái này khách nó bóc hết rồi này. Nó cứ bóc ra là bà bán lẻ ra mà. Kể cả tập lẻ, ừ. Cái này cũng là 800 mà cũng. Ừ, vì là như này này, trong này nó có những cái mệnh giá của 539 này. Rồi 540 đây là nó chơi, cái bọn này là nó chơi theo thứ tự. Nó chơi theo thứ tự mà cho nên là chính ra chỉ vì thế nên nó lắp rất là nhiều vào đấy. Vâng. Ngày xưa là làm cô mới cả cái anh Ngạn Lai trong miền Nam làm cái tập này này. Ra là làm hết. Đấy là tất cả nó ghi hết đây rồi. Này. Ồ, tất cả những cái thông tin. Đây làm gì ra còn có ở đây đâu. Vua triều đại nhà. Đấy là ai chơi, người ta chơi cả bộ là người ta chơi rồi chứ. Đấy. Có thông tin gì ấy cứ nói cho con. Ôi trời, nó nhiều lung tung lắm thì bây giờ trước là nó còn nhiều bây giờ. Đây này, tiền này là đây này. Xu nhôm 546 đây này. Vâng. Các cái xu này này, đây này, xu nhôm của 546 mới 558 hết này, cái tiền xu giấy là này. Bao tiền một xu. Cái đấy bây giờ là 30.000 một viên đấy. 30.000 một xu đấy. Ừ. 546 thì 558 nó lẫn vào đấy luôn. Đấy cái đây, đây cái này là các cái tiền này là khách người ta cũng cứ bóc hết ra rồi đấy, cứ kiểu người ta thiếu tờ ở trong này là người ta cứ bóc hết của mình. Ai đấy người ta sưu tập sẵn không bán lại cho. Đây là không, đây là ngày xưa là bọn cô làm cái quyển này để cho khách người ta có phơi luôn ấy mà. À vâng, để cho tiện. Ừ, chứ còn đây là ngày xưa là bọn cô làm. Thì bây giờ nó còn sót lại. Có những cái bộ nào nguyên như thế này để người ta mua luôn không cô? Đấy. Đấy. Ngày xưa là bọn em đã xếp đầy đủ ấy đi chứ, nhưng mà Việt Nam từ năm 1885 nó khách nó bóc 17. Đây là nó có hết Gia này. Gia Long 1802 này. Wow. Chứ bọn em là cắt hết, bị cắt hết ra đi chứ có đâu. Xích quay. Xích quay. 800.000 một tập này. Xích quay. Từ năm 1875 đến năm 1887. Đây này, phơi này là ông cắt này. Hai đồng đấy à? Hai đồng đấy nó. Đây là xu của ba cô các thứ của thời Sài Gòn giải phóng này này. Ấy nhiều lắm, nhưng mà kiểu như mình bán hàng khách người ta cứ thích thì người ta cứ bóc lung tung của mình ra đi chứ. Đây này này, mình mạng các thứ này. Đấy. Đấy còn này. Đại nhà Viễn, An Nam Việt Nam. Đây 1740 đến năm 1746.
Đây này, trong cái em dở cái quyển 105 tiền giấy đây này. 105 tiền giấy này là ngày xưa là làm đây, mỗi người góp một tí bà ơi. Ờ, 20.000. Quyển này là giới thiệu tất cả đấy. Tiền Việt Nam đúng không ạ? Ờ, đây. Đây là quyển này của em giữ làm kỷ niệm đấy. Đây, trước đây là Gia Long này. Cái đồng Gia Long này là đồng mẫu của em đấy chứ. Mẫu của em đưa vào đấy, bọn em làm cái quyển này là mỗi người có một tí mẫu vào. Ok, nhà em là có nên lên quyển này, bây giờ khách của em nó hỏi mua em có bán đâu. Bạn, đây là một cái quyển sách rất là dày, và trong quyển sách này là có những cái thông tin nói về tất cả các loại tiền của Việt Nam 100 năm đổ lại đây. Cái này là em chỉ còn lại chứ trước là em bà cái trước là cái quyển này nó rơi vào 320 là lúc đấy vàng có bao nhiêu nhỉ? Có 300 một chỉ. 320.000 cái quyển này làm sau thì là người ta bán không ăn thua người ta mới thôi. Nhiều loại chữ khác nhau từ chữ Việt Nam đến chữ Anh. Đây. Ô. Wow, có cả cái đồng này à? Đây là đồng ngũ đế này. Ngũ đế để phong thủy này. Tiền hết, tiền ngũ đế ngày xưa đây, tiền bạc đây này. Tiền này tiêu ngày xưa à? Ừ. Tiền này trong đời nào nhỉ? Nó to này nhỉ? Thời ngũ đế là năm đời vua Thịnh ấy. Này. Cái này thì đợi bàn thì. Này là bao nhiêu tiền? Cái bộ này là 16 triệu. 16 triệu, một bộ là bao nhiêu tiền ạ? À? 5 đấy, 5 đồng. 5 đồng này là 16 triệu. Con đây này. Ê anh ơi, đính tiền đây này. Ơ kìa, tiền bạc đây này mày. Tin cho. Wow, rất là nặng anh chị và các bạn. À. Cái này là thông tin của nó là tiền. Đính tiền ngày xưa đây đây, các cái tiền giao tiền thuyền còn lại đây này. Vâng. Một đồng này là 1 triệu. 1 triệu đồng. Cho đồng to, đồng nhỏ này thì bao nhiêu ạ? Việt Nam đều, bây giờ cái giá nó lung tung beng, nhưng mà thật ra trị giá ở trong cái quyển 105 tiền giấy của nó là đắt lắm. Đây là, cứ một đồng này là 1 triệu. Đây này, tiền mai hoa. Chỉ có qua đây thì đi cây mới biết được rằng là tiền ngày xưa nó lại khác, kỳ quái thế này. Không biết rằng bây giờ đem 5 đồng mà bỏ vào trong túi thì nó sẽ nặng như thế nào. Nhà theo đi cây thấy rằng một đồng này nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 1 lạng rồi. 46 này này. Em nói anh nghe nhá, lẫn cả 46 cả 58 gì. Tiền mình đấy bảo. Vâng. Rồi đấy, bây giờ 46 đấy, đấy tiền cụ Hồ đấy. Em là 46 về tay chính quyền mình thì coi dùng tiền này. Các cái này em bán ở trên phố là rất là đắt. Alo. Ờ, nay bảo ông Hoàng nó bắn cho cái số điện thoại của con xe trên thượng vào cái số 0942 cho cả nhá. Nhiều, cái đồng này đây là 558 này anh này. 58, cái này là 558 này. Ờ, mới đổi hết. Cái này nó mới ấy này. 557, 58 thì mới đổi hết. Ở đây mới tìm ở trong đấy. Thôi còn tiền này thì cô bán như thế nào? 20.000 một tờ. 20.000 đồng, đồng ai lấy gì? Bây giờ là thật ra nói là cái tiền rẻ giờ nó cũng rẻ rồi, chứ còn nó tiền đắt thì bây giờ nó cũng hết rồi. Một đồng. Anh ơi, ngày xưa cái hội chơi tem tiền cổ ấy là nó toàn đến là em tiền em. Nước ngoài rồi. Em bán từ năm 2000 chứ. Chứ như kiểu là chữ Lào. Tiền Lào, gì đấy cô? Tiền Lào. Tiền Lào à? Em bán từ năm 2000, bây giờ nó còn, đây là gọi là còn sót lại. Ừ. Một đồng. Anh bảo nào? Không bắn luôn và cho bắn số này cho em hàng đấy. Em là cái hàng còn tích lũy lại nhiều nhất ấy. 500 tiền Lào. Ngày xưa nhá, cái tiền mà nó vào nhà em là người bán đầu tiên ấy. Cái này chị biết chữ là hai chữ gì không? Vâng, thưa quý vị, ở đây ngoài tiền Việt Nam ra thì tiền Lào cũng rất là nhiều. Của em có 2 đồng như này mà mỗi 1 đồng nó nằm là 7 cân. Ừ. Mỗi 1 đồng tiền này là 7 cân. Thế ạ? Tôi có 2 đồng. Vâng. Tôi như cũng... cái đồng quạt. Vâng. Thế là chú cũng chơi tiền cổ à? Không, cái hội chơi tiền cổ bây giờ cô nói không, em mày nghe trước tôi mua được còn rất là nhiều. Cái hội đấy là hội già rồi, bây giờ nó còn nhiều lắm. Cái hội đấy là cái thằng Đức, rồi là thằng Long, rồi thằng Cò Giang, rồi thằng Cường, thằng Việt, nhiều lắm. Bây giờ nó bán hết rồi. Nó kia kiểu như là nó chơi ngày xưa là cái năm 2000 khi em làm ấy là nó đã chơi vào. Quyển này bao nhiêu? Không, cái quyển này thôi giữ kỷ niệm. Cái năm 2000 đấy anh có biết là nó đã, chúng nó đã coi như là
sưu tập đầy đủ hết rồi. Còn bây giờ thật ra nói tiền tốt thì không còn. Đây là của hàng của em là còn sót lại đấy anh. Vâng. Nhà nhiều cô nhỉ? Ấy là ngày xưa là nhà đầu tiên bán cái tiền ấy này là kiểu lồi lội ra là em xong kia còn à phải mấy sọt như thế này nữa này. Nhưng mà em không bỏ ra nữa. Mệt rồi. Vâng. Bê ra bê vào mệt lắm anh ạ. Chứ cái hội tem tiền ấy ngày xưa suốt ngày cái bọn nhất là bọn sinh viên. Nó cứ bảo này chứ. Cái tư liệu này là phải nhờ của bà Nga. Nhưng mà hàm bảo anh có biết đây. Phong bì này này cháu này mày quay cái chỗ này này. Cái phong bì này anh có biết là chúng nó vào ăn cắp hết ruột của em. Không còn một cái ruột là chúng bọn sinh viên nên nó cứ nghèo là cô cho con nó bật chúng mày bóc. Là phong bì này phong bì gì? Như thế nào? Phong bì dày tranh ảnh trắng đen các thứ đấy. Ô cơ hội sưu tập nó có mà. Có nghĩa là đơn giản nó chỉ là cái phong bì cổ đúng không? Không, phong bì từ 572 70 69. Nhưng mà nó phải đầy đủ con giáp mà à con ơi, số. Mấy giờ về em ơi? Ngày tháng các thứ là đắt lắm đấy chứ không rẻ đâu. Hả? Trông này thôi nhưng mà đắt đấy. Cái này ở chỗ đầu đường. Chúng nó sưu tập hết đấy. Là phong bì nhỉ, cháu thấy nó làm. Đây là cái tờ giấy của cái chức bạ rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Mày cứ lục hết lên thì cháu lục lên thì mới được. Này đây này còn cả cái bốt cát của cái đầu tiên của Việt Nam nhà mình còn đang gọi ở ngoài đường đây này. Đâu ạ? Này là cái bốt cát mà ngày xưa mà cứ hay để cắm ở các cái cây ở ria đường ấy. Cái các cái cây điện thoại đầu tiên của nhà mình là ở ria đường cái ấy. Vâng. Đây này, nó cứ theo cái mệnh giá tiền nhá. Đây này, cái này là cô đổi cho thằng Tây nó đến nó đổi cho cô này. Còn mấy cái cơ, nhiều lắm. Đây. Về nhá. Ừ về nhá. Tôi muốn một cái này thì bao nhiêu tiền nhỉ cô? Cái này là 30.000 một cái thôi. 30.000 một cái tờ này. Đây này. Nhưng mà cái này này nó độ khoảng cái tờ 500 với cả cái tờ 300 ấy. Ừ, thì nó mới đắt, còn cái 100 thì bình thường. Vâng. Có nghĩa là nó cũng ăn theo cái mệnh giá ở trong. Nó ăn theo mấy cả nó theo các cái ảnh cô gái hái hoa huệ rồi là đại khái là vào cái nhiều lắm cả tem diêm, tem diếc các thứ đây này. Vâng. Cô gái hái hoa hệ này. Thế đây rồi là cái này này, cái này tầm 300 này này, cứ 300 giống như mình bây giờ thẻ cao ấy. Vâng. Đấy. Như cái tờ cô gái ấy, bên Hoa Huệ này bao tiền cô? Cái này cái mấy trăm chẳng biết được. Cái này ở 230.000 nhưng mà nó không nhiều tiền bằng đại khái là chúng nó sưu tập theo cái kiểu ảnh mỗi cái một mẫu. Dạ. Đấy. Nó nói chung là nó lắm công phu lắm. Nó nhiều đứa nó tỉ mỉ lắm. Nhưng hầu như là sinh viên anh ạ. Là những cái nó học nó trung tập lịch sử 10 vâng trung tập về văn hóa lịch sử nó nhiều mà anh còn cả nó phải trung tập ừ nó khắp nơi ừ đây mới là cái kho tàng ok anh đây mới là kho tàng nhà em ấy là ngày xưa là em còn bán ở hàng bông cơ lúc đấy là năm 2000 nhưng mà em nhiều lắm ngày xưa em còn mới nhá ngày xưa em bán cái tiền này ấy là đáng lẽ là nó không đắt hàng đâu mà cái tư duy lúc bán cái tờ tiền này là em đi mua của cái thằng Tâm Xu tiền cổ ấy tiền lỗ vuông này này thế xong rồi nó có một lắm tiền anh Đô Xin nó trong bản thế để cho chị cho thế là nó mới để thế là về em mới làm vào một cái khung nhá em treo ở ngoài cửa ấy thì khách ra khách vào ấy bắt đầu mình mới thấy nó đông. Đông dần lên. Thế là bắt đầu em mới đi mua tiền đi chứ. Em không bán ơi hết rồi vì cái quyển này em làm gì còn nữa đâu. Nếu mà hết rồi thì coi cửa ở trong. Vâng, thưa anh chị và các bạn, DK đang có mặt ở đây là cửa hàng chuyên bán về tiền cổ và tất cả các loại tiền xu, tiền giấy ngày xưa. Ngoài ra thì cũng có những cái quyển sách nói về tiền, những cái thông tin về tiền. Có thể nói rằng đây là một trong những cửa hàng hiếm có và cũng rất là hiếm tìm để chúng ta có thể là những người mà đam mê tiền cổ, chúng ta có thể sưu tập những cái đồng tiền của chúng ta. Ngoài ra thì với mỗi một đồng tiền cổ này, mặc dù đối với cả DK có thể nó chưa có giá trị lắm bởi vì DK không đam mê cái đồng tiền này. Tuy nhiên đối với cả những anh chị và các bạn mà những chú bác mà đam mê sưu tập những đồng tiền này thì nó lại rất là có giá trị. Và cô ở đây là cô bán 30.000 đồng cho một đồng tiền cổ này. 20.000 đồng, xin lỗi anh chị và các bạn.
Và video về cửa hàng tiền cổ đến đây thì cũng là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau. Anh chị và các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để được cập nhật video mới mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.